Bạn có muốn bí quyết quay video marketing không? Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Nguyễn Văn Toàn, là nhà đào tạo về kinh doanh và phát triển con người. Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn là cái cách mà làm video marketing như thế nào. Trong thời gian vừa rồi thì có rất là nhiều các bạn đang gặp phải tình trạng là mình đứng trước ống kính thì mình lại không biết nói cái điều gì cả. Hay là mình đứng trước ống kính thì mình rất là ngại. Và mình đặc biệt hơn nữa là khi mà mình được đứng trước ống kính thì mình lại quên kịch bản. Cho nên mình không biết có nói cái gì cả. Và ở phía sau của tôi đây, các bạn có thấy là một cái bối cảnh không ạ? Bối cảnh là toàn là sách đúng không ạ? Thì mình không biết là làm thế nào để mình set up một cái bối cảnh cho nó hoàn thiện hơn. Trước đây thì tôi cũng giống như các bạn, tôi cũng mất là tự tin, tôi không dám chia sẻ và tôi cũng là tôi không biết setup một cái bối cảnh như thế nào. Nhưng đặc biệt trong thời gian vừa rồi thì tôi có đi tìm hiểu là cách để làm video marketing như thế nào. Và lúc đó thì tôi mới phát hiện ra rằng là những người bạn của tôi thì trong vòng thời gian ngắn họ đã làm được video marketing, họ đã chia sẻ được cho rất là nhiều người. Và lúc đó thì tôi bắt đầu tôi mới đi tìm hiểu và tôi thấy là cái làm video marketing nó không khó các anh chị. Đơn giản là mình quan trọng là mình có muốn để làm hay không thôi. Thì lúc đó thì tôi bắt đầu tôi đi tìm và tôi phát hiện ra là có một cái lớp mà chia sẻ về video marketing. Thì đây là một cái cách mà tôi đang làm video marketing này các bạn. Lớp này là chia sẻ video marketing trong vòng 28 ngày. Nói thẳng ra là lớp chia sẻ 28 ngày của thầy Phạm Thành Long. Thì tôi đang làm thứ ngày thứ tư và lượt hai trong chuỗi hành trình video 28 ngày. Và đây là video ngày thứ tư trong chuỗi hành trình video 28 ngày trong thị trường lạnh. Và khi trong quá trình mà tôi làm ấy thì tôi nhận thấy rằng là mình làm càng ngày thì mình cảm thấy là cái làm video nó dễ hơn rất là nhiều. Và trong quá trình mà mình làm video, những ngày đầu tiên thì tôi cảm thấy rất là khó khăn các anh chị. Tôi cảm thấy gọi là mình làm cả ngày mình mới xong một cái video. Nhưng mà sau 28 ngày rồi thì bây giờ thì một ngày tôi quay đến 15, 12 20 cái video liên tục mà tỷ lệ mà cắt sửa nó rất là ít. Và tôi mới đúc rút ra rất là nhiều kinh nghiệm trong quá trình mà tôi làm video marketing. Và ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ lại cho các bạn cái cách mà để làm video marketing nó cực kỳ đơn giản mà tối ưu cho các bạn trong quá trình các bạn làm video marketing. Điều đầu tiên khi mà các bạn làm video marketing thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nếu các bạn mà mong muốn cái kênh YouTube hay là mong muốn cái kênh TikTok hay là mong muốn cái kênh Facebook của mình được bao nhiêu follow thì chúng ta phải ghi ra mục tiêu rõ ràng. Các bạn có thấy ở phía sau của tôi đây, đây là toàn cái mục tiêu không? Tờ mục tiêu đấy. Đấy. Tờ đấy là tờ mục tiêu. Thì tôi phải ghi ra hết là cái mục tiêu như thế nào rồi cái ngày ngày tôi hoàn thành như thế nào thì tôi phải ghi ra hết. Và có thể các bạn post ở lên Facebook, các bạn chụp lại và các bạn post lên Facebook và các bạn công bố cho người ta biết là mình cái tờ mục tiêu của mình như thế nào. Và khi đã xong rồi thì các bạn phần tiếp theo nữa là mình quay lại bài toán là mình phải luyện tập trước gương. Tại vì sao tuần này nói như vậy khi các bạn mà luyện tập trước gương thì các bạn sẽ biết được cái khẩu miệng, cái âm giọng của mình như thế nào để giúp cho mình tự tin hơn trong quá trình mà mình quay video marketing. Ví dụ như Toàn đang nói chuyện ở đây các bạn ấy thì lúc trước thì Toàn nói không được đâu các bạn, Toàn nói hay bị vấp chữ rồi Toàn nói hay bị gọi là mình không được suôn suôn miệng cho lắm ấy. Nhưng mà ngày hôm nay đến ngày hôm nay thì bắt đầu là mình cảm thấy tốt lên dần. Và cái thứ hai là các bạn luyện tập trước gương thì các bạn được xem được cái body language của mình, xem được cái khẩu miệng của mình thì mình sẽ chỉnh từng khẩu miệng và chỉnh từng cái body language của mình. Và cái điều thứ ba là các bạn nên nhớ là sẽ tìm cho mình 10 cái video trong lĩnh vực của các bạn muốn chia sẻ và các bạn làm theo họ. Mới đầu thì các bạn có thể làm theo họ nhưng mà sau các bạn đã làm xong 10 cái rồi, đến 20 cái, đến 50 cái rồi
thì các bạn làm quen với cách mà lên video rồi làm video như thế nào rồi, thì lúc đó thì các bạn hãy làm sáng tạo lên. Còn bây giờ thì Toàn không chưa khuyên các bạn làm các bạn sáng tạo đâu, các bạn có thể cover lại cái video của người khác và đưa về cho mình và mình viết lại của mình thì sẽ thành là của mình. Cho nên là cái việc các bạn cover lại nhưng mà các bạn chỉnh một chút thì là về cái kịch bản của mình. Thì đây là một trong những cái cách mà Toàn đã áp dụng thành công trong quá trình mà Toàn làm video 28 ngày. Toàn mong rằng mà các bạn mà đang làm video 28 ngày, nếu mà các bạn đang còn thắc mắc điều gì thì các bạn hãy có thể nhắn tin vào cái các bạn có thể để comment ở phần dưới cái video này. Nếu các bạn mà đang không lên kịch bản như thế nào thì các bạn có thể để comment ở dưới này thì Toàn sẽ giải đáp cho tất cả các anh chị. Cảm ơn tất cả các bạn. Nếu các bạn đang nếu các bạn mà thấy cái điều này mà hữu ích thì các bạn có thể áp dụng vào cái việc mà làm video của các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.